dáng áo đây mọi người nhé, xương rộng thoải mái này. Đây là mẫu đang sơ vin nhé, rất là dáng lên, rất là đẹp luôn. Mọi người không thích thì có thể mặc thả nhé, rất là thoải mái luôn, chất thô mềm mát mọi người nhé, xương rộng thoải mái này.